Chào các bác. Như nhiều những cái video trước em đăng tải thì em chia sẻ với các bác cái cách mài đục trên máy mài làm sao nó không bị cháy nữa. Thì hôm nay em làm cái video ngắn về cái trên đục vào tông đục nha, làm sao cho nó thẳng ngay ngắn để các bác làm nó không bị lệch. Thì đây là bên em là có một số rất nhiều những cái mẫu đục để cho các bác làng nghề đục tranh, đục tượng. Có một bác thợ mộc, em có đục cả đục hàng ngang để cho các bác làm thợ mộc hàng ngang, đục làm nhà, đục tượng. Có thể những các bác làm bonsai cây cảnh thì các bác cũng sử dụng được những cái đục này để các bác tạo sẹo trên cây. Đây là những cái mẫu đục bên em chuyên cung cấp cho các bác đục làm tranh, đục làng nghề làm ghế, làm tượng đấy ạ. Đây cũng một số chi tiết thì hôm nay em cũng làm một cái video ngắn để xem cái đục vào tông này. Thì cũng giới thiệu qua cái tông đục bên em là làm bằng gỗ nghiến, tiện bằng gỗ nghiến già các bác nhé, không nứt răm. Mà bên em tiện cái mẫu tông này cũng đẹp, cầm thì vừa tay, chắc chắn. Bên em đã chọn được những cái chất liệu gỗ nghiến già thì để cho các bác đục thì nó nhiều lần những cái các bác đục thì nó sẽ va đập vào đây, thì nó nghiến già thì nó sẽ chịu được những cái lực va đập các bác nhé. Bên em rất nhiều tông đẹp. Bên em cũng đục thì cũng có mấy mẫu tông đục các bác nhé. Các bác thích mẫu tông to thì có tông to, mà thích mẫu tông vừa tay như này thì bên em cũng có. Thường em làm cái đục để các bác đục tranh, đục làng nghề đấy, thì các bác thường các bác đặt cái đục này, cái tông này thì cầm vừa tay, nó dễ. Đây thì một số chi tiết nhỏ thì trước khi chêm đục vào thì cái đầu này nó cũng ấy, thì các bác sẽ có một cái máy mài, các bác mài đi cho em. Bác mài nó hơi nhọn như này thì để các bác chêm vào cái tông đục cho nó dễ các bác nha. Trước khi chêm thì các bác để xoay xem nó chiều nào cho nó thẳng cân tâm với lại cái đục, các bác gõ nhẹ nhàng. Thì cái tông này của em thì em đã khoan sẵn lỗ trước rồi nha các bác nhé. Các bác chỉnh làm sao cho nó cân. Đây, như vậy là em đã chêm xong, hoàn thành được một cái đục. Và đục bên em thì em đã mài sơ qua trên máy mài đây, thì em trên xong em sẽ mài bằng đá màu để hoàn thiện cái đục. Khi hoàn thiện xong thì em sẽ sơn lại, sơn hết những cái tông đục này các bác. Chất liệu đục bên em thì làm bằng thép các bác, làng là rèn thủ công. Bên em cũng rất nhiều mẫu đục như móng cong, móng động, rồi đục nách trái, nách phải, đục tỉa. Cây tỉa này thì cũng nhiều nơi các bác gọi đục cầy đấy. Các bác làm bonsai cây cảnh các bác cũng hay sử dụng nhiều những cái này, cây này. Vâng, thì cũng một cái video ngắn thì các bác xem video, các bác ấn like, chuông, đăng ký để mỗi lần em làm video thì các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất. Xin chào các bác.